Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong những thành tích chung của đất nước ta, tỉnh Quảng Ninh là một trong những điểm sáng, hình mẫu về phát triển. Đây là cơ sở để học viện lựa chọn tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm khoa học. Qua buổi tọa đàm, đoàn công tác mong muốn nhận được những chia sẻ của tỉnh Quảng Ninh về những thành quả, những kinh nghiệm, bài học quý báu của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, nhất là những sáng tạo và thành công của tỉnh Quảng Ninh trong nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nói chung và trong hai lĩnh vực, công tác cán bộ và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh trong vận dụng và cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, những kết quả vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Trung ương trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tại tỉnh, quá trình phát triển nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa xã hội của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp thực hiện các chủ trương của Đảng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa con người Quảng Ninh. Những kết quả vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển con người thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986 tới nay. Từ kết quả đạt được của tỉnh trong nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng văn hóa con người Việt Nam, văn hóa con người Quảng Ninh thời kỳ đổi mới, các đại biểu đã đi sâu làm rõ những bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, dự báo các yếu tố tác động, một số giải pháp và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng văn hóa con người Việt Nam, văn hóa con người Quảng Ninh thời kỳ đổi mới. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua bằng việc quan tâm đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh trong thời kỳ đổi mới. Những kết quả đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí cũng làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu quan tâm liên quan đến công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, tuyển chọn, sử dụng nhân tài, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường phân cấp gắn với người đứng đầu, xây dựng đội ngũ sáu giám, tiêu chí nhân dân hạnh phúc. Những kết quả, kinh nghiệm và những sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh trong nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ và trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh thời kỳ đổi mới, là những tài liệu quý báu để đoàn công tác chất lọc, hoàn thiện báo cáo đề xuất với Trung ương, nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung phát triển đường lối, quan điểm của Đảng tại Đại hội 13 và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời gian tới.